Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em cho Chơi Mình Tổ Quốc. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, em xin hãy giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu của hãng Pioneer với model của nó là PDR-D7. Chiếc đầu này có chức năng là đọc đĩa CD, ghi đĩa CD và giải mã mạng không mồi qua đường cổng quang, qua đường cổng cô xoan và chuyển đổi âm thanh qua đường analog với chất âm của nó là 24 bit. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1998 với giá xưởng của nó là 124.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 25 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chiếc này thì sở hữu xa ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu của nó là 38,5 cm. Nó nặng là 5,5 kg. Màu sắc là màu vàng cát. Đấy, rất là đẹp và sang trọng. Đồng hồ quát hiển thị rất là sáng. Đấy, cởi ở giữa thiết kế rất là hài hòa. Đấy. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Đấy. Chiếc này thì về thì tình trạng về thì cái góc này có bay sơn một chút nhé, này có bay sơn một chút này, và đây nó có chày này. Đấy. Cạnh này có cấn này. Đấy. Đây có vết cháy sơn, cái góc bên đây thì có hơi cấn một chút, hàng bãi thì có tránh sỏi lắm các bạn. Cạnh trên thì đây nó có cái vết xước này, và đây những vết xước nhỏ thôi. Nắp lưng cũng vậy, nắp lưng thì có vết xước đây, nắp lưng này dán xi có vết xước đây. Cạnh này có cháy xi nhé. Cái cạnh này đây ạ. Model của nó là PDR-D7, điện 100V, công suất nó 16W. Serial điện máy của nó đây, đọc số thôi nhé, 016945 JP. Chiếc này đây ạ, nó có đường vào đã in đây, in là vào, out là ra, đường quang vào, đường cô xoan vào, đường cô xoan ra và đường quang ra, một độ hoạt động bình thường, đường analog vào và đường analog ra để kết nối âm ly đây. Đấy. Em đã kết nối với chiếc đầu ở phía dưới này để một chút em đã test cái chức năng giải mã. Đấy. Và đây có những vết xước đây, có vết xước này. Đấy. Dây nguồn 3 chấu rời. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đầu này. Thì còn rất là mới. Máy móc thì là riêng nguyên bản. Mặt đọc cũng zin theo máy luôn, tụ toàn tụ cao cấp của Eola thôi. Đấy. Đây thì em cũng chỉ cho các bác một chút này, nhiều bác cũng hoạnh hoẹ về cái phần giải mã qua đường analog, thì đương nhiên thì nó không phải là giải mã, nhưng đường vào đây đúng không ạ, đường vào analog đây và đường ra đây, hai bên liên biệt nhưng đều là đều có những con xử lý và tụ xử lý và con chip giải mã âm thanh đây để nó ra. Chip xử lý âm thanh là đây, con hipbit này này đúng không ạ, đây con xử lý âm thanh là con hipbit này xử lý âm thanh ra. Đấy. Giúp cho chất lượng âm thanh nó tốt hơn, chứ còn nếu như mà nó không có tác dụng gì thì người ta sử dụng cái mạch để làm gì ạ, đúng không ạ, nó thông luôn đi đúng không ạ. Đấy. Tụ lọc của Lichicom lên đến là 10.000 mi, tụ của Euro Lichicom đây nữa 3.300 mi. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì em đã test chức năng ghi rồi, nó ghi rất là tốt, nên em không test chức năng ghi ở đây, về vì nó mất rất nhiều thời gian, nên em phải test chức năng đọc đĩa CD và giải mã. Đấy, qua các đường cổng quang, qua đường cổng cô xoan và chuyển đổi âm thanh qua đường analog, thì đây em sẽ thao tác, em sẽ xử lý. Thì các bác trong quá trình theo dõi video thì để ý giúp em. Đấy. Đầu thì đọc tốt, đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng, đĩa lòng trắng và đĩa sao chép là cái đĩa kém nhất rồi. Để em test cho bác nghe. Thường thường thì cái dòng này là đầu ghi nên là nó khi nhận đĩa thì nó hơi chậm một chút nhé. Đã nhận đĩa.
Và giá của chiếc đồ này ngày hôm nay em bán với giá là 4 triệu đồng nhé, 4 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc, chứ con nào chuyển đủ tiền, bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy. Số điện thoại con là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác kết bạn là Zalo hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline để tiền trao đổi. Em cho hát bài 2 và luôn đi.
chức năng đọc đĩa CD của chiếc đồ này và đọc rất là tốt. Còn chức năng ghi thì em bao chức năng ghi rồi, bởi vì ghi nó hơi mất nhiều thời gian lắm. Đấy. Rồi, em test cái chức năng làm đĩa C. Thì trước tiên thì em để cái đường cột xoan cũng nhé. Đấy. Đấy, đường cột xoan. Thì chỉ cần nhấn nút gì con này thôi là xong đúng nhé. Đấy, chọn đường vào và nhấn nút gì con này. Chuyển sang đường Cổng Quang nhé. Này, Cổng Quang. Chuyển sang đường A Lốc này. Đường A Lốc chỉnh độ âm lượng. Đấy, chỉnh độ âm lượng, bác chỉnh vừa phải thôi, vừa tiếng nhé. Chức năng làm DAC hoạt động hoàn hảo qua đường Cổng Quang, qua đường Cổng Cô Xoan và qua đường Cổng A Lốc. Đấy, và giá của chiếc này em bán với giá là 4 triệu đồng. Em bao với ship toàn quốc, cho nào chuyển đủ tiền bắt đầu cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy, về tình trạng thì nó cũng có trời một chút tiền bán rẻ bác chơi. Đấy, cũng là ngày mùng 1 đầu tháng chứ bình thường thì chiếc này nó không có ra đấy đâu ạ. Đấy. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.